Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tư vấn trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn. Chương trình được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin sức khỏe chính thống từ các chuyên gia y tế, đồng thời hỗ trợ giải đáp thắc mắc, nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các bệnh lý không lây nhiễm phổ biến tại Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, cho phép Annie sẽ được gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn sẽ mang đến cho chúng ta những nội dung bổ ích mang tính thiết thực và cập nhật cao. Và chương trình cũng sẽ là cầu nối giải đáp kịp thời mọi thắc mắc liên quan đến sức khỏe của người dân với sự góp mặt tham gia của các chuyên gia y tế và các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa tất cả quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin xoay quanh chủ đề cũng khá là thiết thực, đó là xử lý phù nề và vết bầm do chấn thương phần mềm cũng như là nhu cầu điều trị. Và thưa tất cả quý vị và các bạn, đến tham dự buổi tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến tất cả quý vị người tham gia đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, hiện đang là trưởng khoa chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ. Xin chào quý khán giả và các bạn thân mến. Thưa bác sĩ, chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ được diễn ra với hình thức là tương tác trực tuyến. Chúng tôi sẽ kết nối quý vị khán giả với bác sĩ tham gia chương trình. Nên trong quá trình mà một lát nữa đây bác sĩ có chia sẻ tư vấn với tất cả quý vị khán giả mà chúng ta nhận được những câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình, thì cũng rất mong là bác sĩ sẽ giải đáp những câu hỏi này ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Và thưa tất cả quý vị các bạn, trước khi chúng ta cùng bắt đầu với phần trò chuyện thảo luận ngày hôm nay, ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với bác sĩ chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Tai nạn thương tích đã và đang là một vấn đề y tế nghiêm trọng, nguy hiểm hơn cả bệnh tật. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có ít nhất 5,5 triệu người bị tử vong, gần 100 triệu người tàn tật. Số ca nhập viện do tai nạn thương tích chiếm 10-30% tổng số bệnh nhân, thiệt hại ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, tai nạn thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, với trung bình mỗi ngày có 90 người tử vong, hơn 3.600 trường hợp gặp tai nạn thương tích, 36% tỷ lệ phải nhập viện. Ngày nay, với sự đa dạng của các loại hình hoạt động thể dục thể thao, người chơi thể thao chuyên nghiệp cũng như thể thao phong trào ngày một nhiều, điều này dẫn đến nguy cơ chấn thương do thể thao ngày càng tăng cao. Đáng nói là những tai nạn chấn thương đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều tài năng thể thao ở Việt Nam và trên thế giới. Các nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích, chấn thương có thể kể đến là tai nạn giao thông, tai nạn ngã cao, tai nạn bạo lực, tai nạn thể thao, bỏng, các vật sắc nhọn, vật nặng rơi vào người. Nguyên nhân em bị chấn thương là do tai nạn giao thông, bị quẹt xe chứ xe ba gác. Lúc đó bị quẹt xe xong bị người dân đưa đi vào bệnh viện, nhà sơ cứu ở tại bệnh viện Bình Dương, thì bao xe đưa lên đây. Lúc đó tay em bị đau, không hoạt động được. Bác sĩ chẩn đoán là bắt buộc phải mổ. Theo số liệu về tình hình điều trị chấn thương tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2019, tổng số bệnh nhân của phòng khám xương khớp chỉnh hình lên đến gần 110.500 bệnh nhân, năm 2020 là gần 37.300 bệnh nhân. Trong đó, số ca chấn thương trong năm 2019 là 1.005, năm 2020 là 417. Về số ca nhập cấp cứu, năm 2019 có 2.540 ca chấn thương trong tổng số 50.611 ca nhập cấp cứu. Năm 2020 có 729 ca chấn thương, chiếm tỷ lệ 3,9% trong tổng số gần 20.400 ca nhập cấp cứu. Thưa
Thưa quý vị, các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là việc bị chấn thương có thể xảy ra ở bất kỳ đâu và với bất kỳ người nào. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu về thực trạng chấn thương và điều trị chấn thương ở Việt Nam nói chung và tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ạ. Tình trạng chấn thương thì đối với ở Việt Nam là cái thuốc đang phát triển và dân số đang đông, mà sử dụng xe gắn máy ngoài giao thông trên đường phố là rất là nhiều. Nên tình trạng va quẹt hoặc là té chấn thương trong tai nạn giao thông mà chiếm đa số từ đến 30-40% trường hợp. Và thứ hai là cái lao động của mình là lao động chân tay, thì lao động chấn thương trong lao động xây dựng, lao động trên cái máy móc thì cũng rất là nhiều. Và ngay cả thêm một cái nữa là tai nạn sinh hoạt, giống như là mình ở nhà đi tới đi lui mà là cao tầng cũng thể bị té chấn thương được. Và thứ ba là có vấn đề tai nạn, vấn đề do đâm chém nhau cũng có. Thì đó là những cái thực trạng ở Việt Nam như vậy. Còn đối với Bệnh viện Đại học Dược thì hàng ngày thì một ngày có thể tiếp nhận 100-200 ca chấn thương bình thường. Và thường là những chấn thương nhẹ thì mình có thể chuẩn đoán và xác định xong mình có thể cho về xuất viện dùng thuốc. Và những trường hợp nặng hơn thì hoặc có bệnh đi kèm thì mới cho nhập viện. Thì tình trạng này nó như vậy. Nhưng đây thì bác sĩ có thể giải thích cho tất cả quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về phản ứng viêm là gì ạ? Mà biết cái viêm là nói chung là từ chuyên môn. Nhưng một nơi mà chấn thương thì ta thấy là một tế bào là đơn vị nhỏ nhất của tế bào mình, có rất nhiều cái tế bào nằm trọng để sản xuất ra để là những cái chất gây cho sự sống mình. Thì trong lúc chấn thương thì nó những cái tổ chức đó nó bị bể ra, nó hư ra. Thì nó nhất là các tế bào liên kết với nhau trong cơ quan, từ các tế bào, cái tế bào và các cơ quan, các cơ quan nọ thì qua và thông qua hệ thống mạch máu. Chúng ta hiểu dễ dàng nhất là giống như từng ngôi nhà, từng gia đình và từng ngôi nhà hoặc từng cơ quan, từng xí nghiệp, tất cả đều phải có những con đường để thông nối. Và con đường đó gì? Để trao đổi, con đường đấy vận chuyển rất nhiều thứ. Thì đây như vậy, khi chấn thương xảy ra thì tất cả cái tổ chức đó nó bị bể, nó bị mất chức năng, nó bể ra thì làm cho cái vùng đó có vấn đề. Thì bây giờ phải có một cái hiện tượng gì đó để mà sẽ giải quyết hậu quả của vấn đề mất trật tự hay là mất chức năng đó để cho nó quay lại trở lại bình thường, thì nó gọi là hiện tượng viêm. Thì thì có rất nhiều cái thành phần, như cái bệnh tai nạn ngoài đường thì có cái cơ quan đầu tiên đó là những người dân đến để sơ cứu, rồi đến dân phòng đến để bao vây để đừng cho cái hiện tượng sự cố này nó ảnh hưởng những cái khác, và đến cơ quan công an đến điều tra, rồi cứu hộ đến, rồi cơ quan y tế đến. Sau đó đi ra xong thì những công nhân xây dựng lại, sửa chữa đường lại, làm lại đường xá lại, làm phục hồi lại giao thông. Thì đây cũng vậy, hiện tượng viêm, hiện tượng cơ thể phải làm sao để cô lập cái chân vùng tổn thương và phải xử lý cái vùng tổn thương đó và tái tạo lại một sự sống tại chỗ đó. Như vậy thì có những cái biểu hiện như thế nào trên cơ thể của người bệnh ạ? Thì chúng ta thấy chấn thương bể ra thì mạch máu thoát ra thì phải có hiện tượng sưng nề, rồi máu bầm, và thứ nhất thứ hai là phản ứng đau, là đau đó buộc đau động cho mình biết là vấn đề gì, ở chỗ này có vấn đề, để cơ thể biết là mình đang tổn thương chỗ này, mình phải bằng mọi cách để làm sao giải quyết chỗ đau này, nó phản ứng tốt của cơ thể. Như vậy thì những phản ứng viêm có ảnh hưởng ý nghĩa sinh học như thế nào và chúng ta cần phải có những phương pháp chẩn đoán và điều trị viêm ra sao ạ? Thì về chuẩn đoán thì chúng ta thấy một cái hiện tượng viêm đến với mình chấn thương mà phải loại trừ là chấn thương này là nặng hay nhẹ, đến phần mềm hay chấn thương liên quan cái xương bên dưới hoặc là liên quan bộ phận cơ quan khác, thì phải chuẩn đoán chính xác xong mình mới xử trí. Thì về chấn thương, nguyên nhân có thể là thấy có thể là bị động, như một trường hợp bị nhiễm trùng làm cho cái vi trùng nó ăn mô mình làm cho tổn thương mô đó. Hai là thường chấn thương trực tiếp thì làm dập tổn thương mô tại chỗ, hoặc là dễ nhàng nhất là dướng thôi, hoặc là mình quá chất gì con gì nó cắn vô làm phải phản ứng làm cho mình sưng phù nề chỗ đó, cũng là cái tổn thương mô chỗ đó. Đó là hiện tượng là bị động. Còn chủ động là có thể mình phải mổ để mình giải quyết bên dưới tổn thương, bên dưới phải cắt qua da qua thịt thì khâu lại, thì ở dưới nó cũng mình xung quanh nó bị tổn thương, nó cũng bị sưng phù nề được. Như vậy thì ảnh hưởng của phản ứng viêm lên cơ thể là như thế nào ạ? Thì tôi thấy là khi một tác nhân xâm hại vào do chấn thương, do virus hay là do vi trùng, vi khuẩn, hóa chất đó, thì hoặc là do mình phẫu thuật thì làm cho tổn thương mô tại chỗ đó và gây hiện tượng cơ thể mà nó phải hận tượng viêm để nó sửa chữa và tái tạo lại chỗ bị tổn thương. Thì đây là sinh ra một hiện tượng là gây
có thể gây đau, gây sưng phù nề, một số trường hợp thì nó phản ứng quá mức thì gây khó chịu. Thì trong đó thì có 4 giai đoạn quá trình lành thương mà thấy, thì có 4 giai đoạn chính là những giai đoạn cầm máu đầu tiên, 1-3 ngày đầu tiên thì nó phải tạo cục máu đông để cho mạch máu nó không có bị bể ra nữa, hoặc là mô tổn thương lan rộng nữa thì nó gọi là cô lập lại. Và giai đoạn thứ hai giai đoạn viêm, thì giai đoạn viêm này thì nó kéo dài từ 3 ngày đến 20 ngày. Giai đoạn này là các tế bào đến nó phải làm cái viêm đó để nó ăn những cái mô hư, mô viêm, mô nhiễm trùng, mô chết đi. Và giai đoạn thứ ba giai đoạn tăng sinh là từ 1 đến 8 tuần thì có thể những tế bào tại chỗ nó sơ kỳ sạch sẽ rồi nó phải tăng sinh lên để nó gắn kết lại nhau để cho nó lành lành vết thương đi. À, giai đoạn thứ tư là giai đoạn tái tạo thì từ 2 tuần đến 2 năm. Nó thấy rất là dài, bạn thấy không? Rất là dài. Và cơ dù như tổn thương mô cơ thì cơ nó phải phục hồi lại. Và phải vận động lại như bình thường. Là mô da nó phải khép lại và da nó phải mềm dẻo. Hay là những cái mô sợi thì nó phải dính chắc, mà phải đủ cái gân cơ cũng vậy, nó phải dính chắc, nó tăng sự tập luyện, nó tăng sự chắc lại thì mới trở lại chức năng ban đầu. Nên nó thấy một số trường hợp thấy cái sẹo mà tổn thương mình thấy rất đơn giản, nó lành miệng một tuần lành miệng, nhưng mà mất 4 tuần nó mới cái sẹo nó mới vận động, nó không bị tạo bị tét ra tạo sẹo lồi sẹo xấu. Còn chúng ta không có tập luyện đúng cách thì sẹo nó tét ra tạo sẹo lồi sẹo xấu, nó ảnh hưởng cho vận động chức năng đó, nên mất 2 năm trời phải tập luyện. Khi nào sẹo nó màu đỏ nó mềm đi và trắng đi thì có quá trình nó bình thường lại, đó là đoạn thứ tư. Như vậy thì hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp chuẩn đoán và điều trị viêm như thế nào ạ? Tôi thấy ngoài chuyện mà chúng ta người bệnh nhân có thể tự nhìn được là sưng nóng đỏ đau, nhưng mà mình phải vô mình phải kiểm tra và loại trừ những bệnh lý đi kèm như gãy xương hoặc là trật khớp, hay là nó có cái tổn thương rách cơ, đứt gân, đứt thần kinh máu thì mình phải có thể dùng X quang, có dùng siêu âm, có dùng MRI có thể mà để mà chuẩn đoán được. Ngoài ra cái phần viêm nói chung tôi thấy nếu nói sâu hơn về sinh học để cho các bạn hiểu rõ thì nhìn chung là bảo vệ cơ thể nếu có yếu tố gây hại xuất hiện, mà thường viêm quá mức cũng thể gây biến loạn trong cơ thể mình. Đây có hai cái mà bạn thấy là các chủng có lợi của viêm là gì? Viêm nó làm cho máu đi đến nhiều hơn, nhiều tế bào đến hơn, để chi làm cho loãng chất độc đó đi, làm đưa kháng thể để chống vi trùng xâm nhập và hình thành những cục máu đông để gọi là cô lập những cái vùng tổn thương không có có ra bên ngoài, và chuyển giao oxy chất dưỡng chất để cho những mô tại chỗ nó có cái khả năng nó chống lại vi trùng và là tái tạo mô kia, và nó kích thích phản ứng miễn dịch là chống hiện tượng vi khuẩn nó sinh sôi nảy nở. Mà tác dụng của phụ của nó là một số trường hợp thì sẽ phóng quá mức cái chất gây viêm làm cho những cái mô nó sưng phù nề hơn, hoặc là gì những mảnh tế bào dị vật hoặc là mảnh chết mình không lấy bỏ đi, để mô cái vết thương cái mô nó chết vậy mà để lâu quá thì nó phá hủy mô, nó phá hủy cả cái con độc cái chất lạ đi và chất hại gây hại đi mà phá luôn cái tế bào xung quanh đi và làm cho cái sưng phù nề nhiều hơn. Hoặc là hiện tượng viêm một số trường hợp nó bất thường, nó làm quá mức, đói đó mình phải can thiệp để cho hiện tượng viêm nó không sưng phù nề, mà sưng phù nề nhiều thì ảnh hưởng vận động, ảnh hưởng cái lành vết thương sau này. Thì chúng ta biết là cơ chế phản ứng viêm của tế bào là nó tổn thương mô vậy nó tạo nên quá chất trung gian, nó kích thích vào cơ thể mình đến để phản ứng viêm để giải quyết cái hậu quả tổn thương đó và tái tạo lại. Thì trong quá trình nó tiết ra một số chất, thì số chất đó là để giống như là tín hiệu kéo tất cả tế bào viêm đến, kéo tế bào bạch cầu đến ăn cái mô viêm đi, đại bào ăn mô viêm đi, còn hồng cầu đem oxy đến, rồi kháng sinh kháng thể đến chống nhiễm trùng, kéo đến mọi thứ oxy chứa nhiễm đến. Thì mình không phải mình là chỉ có mình là mình giải quyết đâu, còn một số trường hợp mình không sức khỏe mình yếu á, những người mà có cái suy thận hoặc bệnh lý đi kèm đi mãn tính thì vi trùng nó đi thấp cơ thể nó đến đây nữa, những chỗ nào mà mô chết là những chỗ thức ăn của nó ăn vô mà nó phát triển hơn mình, thì chính vậy nó thù nề và nhiễm trùng. Thì đây thì một số trường hợp nó sưng quá nó làm kích thích cái gọi là cái thụ thể cảm giác của mình á, phản ứng đau làm cho mình phải đau nhức quá mức thì phải dùng thuốc giảm đau để chi ức chế nó đi. Hoặc là những trường hợp mà nó sưng phù nề quá mình dùng thuốc chống phù nề đi như dạng men để cho nó giảm cái dạng tượng viêm đi quá mức đi, và hoặc là NSAID là vừa giảm đau vừa chống viêm phù nề, và cùng là cái một số trường hợp bị ứng quá mức á mình dùng cái corticoid để cho chống cái phản ứng quá mức như vậy. Nói như vậy thì chúng ta có cần phải dập viêm hoàn toàn trong việc điều trị chấn thương phần mềm hay không ạ? Thì nó thấy viêm là hiện thường có lợi đa số. Nhưng một số trường hợp giống như nãy mình nói, một số trường hợp nó làm cho nó kích thích quá mức hiện tượng viêm, mình
lúc mình bị chấn thương, mình bầm xương bầm, mình cũng lo cũng phải vận động, phải làm việc, thì nó phải chảy máu nhiều hơn, nó tái mô tái tạo, nó chậm đi, nó mới lành, nó rách ra lại, mới lành rách ra lại, làm cho cái lành mãn tính như vậy thì nó không lành được. Thì chính như vậy vì mình phải làm sao có cái yếu tố để cho làm giảm con viêm đi, là đồng trường hợp nó viêm quá mức như vậy. Dạ. Vậy thì chúng ta cần phải điều trị viêm, nhưng mà chúng ta cần phải cân bằng giữa việc đúng, lợi ích và có hại rồi. Đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng nên thì có giống như là thấy điều trị cái hiện tượng có hại của viêm như là sưng đau phù nề ha. Dạ. Và sưng đau phù nề quá làm giảm cái hiện tượng mà là nó làm vết thương, hoặc là vết thương mình đang mổ xong mình khâu lại, chắc chắn là viêm nó lành. Nhưng mà nếu trường hợp mà để nó sưng đau phù nề quá nhiều, làm cho ta đau đớn, ta ăn uống không được, ngủ không được, hoặc là sưng đau phù nề quá, nó căng quá, làm mấy vết thương nó không có làm dính nhau, làm cho mạch máu không đến được, làm cho cái chỗ này nó sưng phù nề, là vi trùng nó xâm nhập vô, làm nó nhiễm trùng bùng lên, thì nó không có tốt. Mình chúng ta phải làm sao cho hiện tượng viêm nó giảm bớt lại, làm cho nó phù hợp. Một số trường hợp cái hiện tượng viêm quá mức, nhất là một số cơ địa, mặc dù rất bình thường nhưng cơ địa nó vẫn viêm lên, cái tạo sẹo lồi sẹo xấu, thì mình làm sao mà làm cho cái giảm mức hiện tượng viêm đi, để cho cái da nó lành, hoặc là mô nó lành, nó không có sẹo bên dưới, nó thẩm mỹ hơn, nó tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ sơ lược về phản ứng viêm cũng như là các nguyên nhân thường gặp gây viêm. Quý vị có thể chia sẻ video livestream này cũng như gửi những thắc mắc, những câu hỏi của tất cả quý vị trong phần bình luận bên dưới để được bác sĩ giải đáp ngay trong chương trình nha. Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên của một bạn khán giả gửi về cho chương trình. Thưa bác sĩ, chúng ta đã nhận được một câu hỏi của một bạn khán giả, bạn tên là Trần Nhật Minh, và bạn có đặt câu hỏi là viêm do chấn thương phần mềm có khác với các loại viêm khác hay không? Chúng ta thấy hồi nãy nó từ đầu mà nói rồi, vẫn viêm là vẫn chung, có thể nói chung thì có nhiều nguyên nhân, có thể là do chấn thương, có thể là do là nhiễm trùng, có thể là do mình là con côn trùng ở đốt thì đó, ma cái viện trương, hoặc là nó đang dị ứng, thì rõ ràng đó chấn thương phần mềm là do tổn thương trực tiếp. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý các bạn, chương trình tư vấn trực tuyến sức khỏe Hỏi Để Khỏe Hơn là chương trình mà chúng tôi dành hầu hết thời lượng dành cho tất cả quý vị khán giả đặt những câu hỏi liên quan tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay để các bác sĩ có thể giải đáp những thắc mắc của tất cả các bạn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của một người bạn tiếp theo, bạn tên là Ngọc Lan Nguyễn. Bạn có đặt câu hỏi dành cho bác sĩ là: thưa bác sĩ, nguyên nhân gây bầm phù nề là gì ạ? Và các vết bầm có làm mất đi thẩm mỹ và có để lại vết thâm hay không? Xin chào bạn. Thì rõ ràng theo cái phân tích hồi nãy, các bạn nếu theo dõi từ đầu ta thấy cái xương phù nề, bầm và xương đau là ba cái triệu chứng của chấn thương phần mềm. Nguyên nhân hồi nãy nói rồi, chấn thương trực tiếp thì làm cho cái mô nó tổn thương, nó bể ra, nó là máu nó tràn ra, làm cho nó phù nề lên. Tại mình biết cơ thể mình là 70% là nước, nên phù nề là chuyện bình thường. Và thứ hai, bầm là do máu nó bể ra khỏi thạch máu, thì những tế bào hồng cầu bên trong trỏng là có cái màu tỏ, là do cái màu sắc, và khi mà nó cái máu nó thoát ra khỏi trục máu thì hồng cầu nó bể ra, thì mấy chất sắt nó nằm đó vì nó phải thay đổi màu sắc. Thì mà vết bầm có thể thấy là từ đỏ tươi đến đỏ bầm, đến màu xanh lá cây đậm, đến xanh lá cây nhạt, đến màu vàng nghệ, đến màu bằng da, cuối cùng bằng màu da mình. Đó là cái hiện tượng của thoái biến của cái hồng cầu, là cái màu của sắc nó thay đổi. Thì cái này nó làm mất thẩm mỹ lần đầu, nhưng mà cái hiện tượng này có thể kéo dài 3-4 tuần nó mới hết. Và có để vết thâm hay không thì một số trường hợp, đa số là nó không để vết thâm. Dạ, với những câu hỏi mà các bạn khán giả vừa đặt ra vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng là tâm lý chung của tất cả mọi người khi xảy ra chấn thương thì họ cũng rất quan tâm, chú trọng đặc biệt rất là nhiều đến vấn đề thẩm mỹ. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, phản ứng viêm là một trong những phản ứng kỳ diệu của cơ thể nhằm chống chọi với những tác động bên ngoài làm lành vết thương. Và ngay sau đây thì Bánh Yên xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng điểm lại những thông tin đầy bổ ích cũng như là những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ nhé.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Thiên Khanh đã chia sẻ khái quát về phản ứng viêm cũng như là các nguyên nhân thường gặp gây viêm. Và tiếp ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi sơ lược về đau và các nhu cầu điều trị giảm đau. Xin được hỏi bác sĩ là lâu nay thì chúng ta vẫn thường nghe nói đến nguyên tắc PRICE. Bác sĩ có thể giải thích cho tất cả quý vị khán giả được hiểu rõ hơn nguyên tắc PRICE là gì ạ? Cái phương pháp điều trị ta đã chứng đoán rồi, thì khi nó xác định rồi là chỉ chấn thương đơn giản mà không tổn thương cái thần bên dưới sâu nữa, thì mình chỉ cần là gì, chống phù nề, chống sưng, chống đau, thì có cái năm cái đơn giản nhất để mình làm, đó là cái theo cái tiếng Anh là chữ PRICE, là giờ một chữ B R I C E, thì chữ B á là tiếng Anh là protect, đó là bảo vệ. Thì mình sử dụng gì, là những cái nẹp, những cái bột này để gì, để giữ cái chi thể hay tay chân đó nó cố định một vị tư thế cho nó đứt ức vận động, nó để gì, để mạch máu nó bể ra thêm, tổn thương mô nó chưa ổn định nó bể ra thêm, thì đó mình bất động lại như vậy. Yeah. Thứ hai là chữ R là chữ rest, là nghỉ ngơi, tức là trong giai đoạn chấn thương sưng phù nề vậy thì mình nên nghỉ ngơi, ít vận động lại đi chi, để cho có thời gian cái gân cơ hoặc là cái tổn thương mô nó đừng bị tổn thương tăng thêm nữa. Giai đoạn thứ ba là chữ Y, là chữ trong tiếng Anh là ice, là cái là lạnh, tức là mình có thể dùng đá, là túi chườm đá, mình bọc cái khăn, mình chườm vô chỗ chấn thương đó trong vòng khoảng 10-15 phút. À, 15 phút khoảng 2-3 tiếng đồng hồ một làm lần, để chi, để làm cho nó giảm đau là một. Thứ hai là gì, nó co mạch lại thì cho máu nó chảy ra thêm, để cho cái thương đừng nó cái tổn thương đừng có lan rộng. Thứ tư là chữ C ấy, là tiếng Anh là compress, của mình là mình làm băng thun, băng ép lại để chi, để cho máu đồ nó thoát ra, mà mô viêm nó sưng nề mình, hoặc là lúc mình vận động nhẹ xíu thì nó không có bị tăng thêm nữa, thì nó làm cho giảm đau và giảm chống phù nề. Một số chúng ta thấy một số trường hợp nó phù nề quá mình không có băng thun lại á, thì lúc mà nó hết phù nề đi thì cái chỗ đó nó bị lỏng lẻo, thì giống như nhất là cái khớp nó sưng lên, mình không để mình băng luôn, mình để nó tự do vậy, lúc mà máu nó hấp thu đi nó bình thường lại cái nó lỏng lẻo, cái gối nó lỏng lẻo đi, thì đó chữ C. Chữ E là cuối cùng là chữ elevate, tức là nâng cao chân. Nó mà nằm tay mình tao mình sưng, mình tê tay cao lên quá tim khoảng 10-15 cm thì để cho máu dễ về và đỡ sưng. Chân mình cũng vậy, để thấp thì máu nó xuống ngược chiều trọng lực, nó sưng thì mình nâng cao lên để nó bớt sưng đi. Thì đó là cái phương pháp dễ nhất. Nghe bác sĩ giải thích xong thì chúng ta thấy rằng là nguyên tắc PRICE là một trong những nguyên tắc rất là cần thiết đối với tất cả mọi người chúng ta cần phải quan tâm và để ý đến. Xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa tất cả quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta đang được diễn ra trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì thế, trong quá trình mà bác sĩ đang chia sẻ tư vấn, nếu như quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đừng ngần ngại hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi trong phần bình luận dưới video trực tiếp này. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của tất cả quý vị cho bác sĩ chương trình để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả quý vị. Và hãy luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi, thời lượng của chúng tôi hầu hết sẽ dành thời gian cho tất cả quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi dành cho bác sĩ Thiên Khanh. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây đau khi chấn thương là gì được không ạ? Thì đối về đau trong cái phần thởm và xương phù nề do chấn thương á, thì thường có mấy nguyên nhân trong đây. Thứ nhất là do cái máu nó chảy ra, mô nó bị tổn thương, thì có hai cái nguồn, một cái thụ thể cảm giác đau á, nó sẽ bị bể tổn thương, nó sẽ nhận diện được là cái tế bào nó bị hư và máu nó sưng căng lên làm cho kích thích thì đau là một. Hai, thứ hai là những cái bản thân những cái tế bào thần kinh ngay chỗ dưới da nó cũng bị tổn thương, nó bị dập tổn thương, thì hai cái đau này nó làm bệnh nhân gây đau rất khó chịu. Một số trường hợp là chưa kể, một số trường hợp chúng ta phải loại trừ là những trường hợp chèn ép khoang, máu nó sưng căng quá, nó đè trực tiếp, nó căng lên nó làm cho nó đè ép trực tiếp vô thần kinh gây đau, là đau rất dữ dội, mà đau đau càng ngày càng tăng, mà vận động càng đau tăng thêm nữa, thì đó mình phải loại trừ những trường hợp đó. Và là nhiều khi một số trường hợp là phải cần thiết phải phẫu thuật đó, là hoặc là chấn thương mà nặng nữa thì nó gãy xương bên dưới, nó gãy rời thẳng thì nó đau dễ dàng, mà một số trường hợp nó nứt xương, nó làm xương thì cũng gây đau nhiều. Đó là những trường hợp nó gây đau trong chấn thương như vậy. Và một điều mà rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm đó là chúng ta có những cái phương pháp chẩn đoán và điều trị giảm đau như thế nào, và khi nào thì chúng ta nên chườm nóng và khi nào thì chúng ta nên chườm lạnh ạ? Thì đối với cái đau á, thì dù ít dù nhiều
và đối với mỗi người nó khác nhau. Có người thì rách da rách thịt dập như vậy mà nó không thấy đau gì hết, đó là tâm lý. Và số người thì chút xíu nữa cũng đau, thì đó là nhu cầu mình phải làm sao để cho cái người bị chấn thương không được đau. Thì có thể là chúng ta có thể nhẹ nhất là mình thấy là những cái túi chơi, cái dùng thuốc giảm đau, dùng thuốc giảm đau có thể dùng, phải đi đến bác sĩ coi đau mức độ nào, mình cho uống mức liều độ nào, và có thể tăng liều hay là giảm liều thì phải theo dõi. Đó là những trường hợp bệnh nhân có tự điều trị được cái đau này, chúng ta thấy là dùng với thuốc chườm. Bây giờ mới thấy chườm là chườm nóng với chườm lạnh. Thì hồi nãy phân tích rồi, thì giai đoạn đầu là giai đoạn cầm máu. Và giai đoạn cầm máu thì mình muốn là gì, mạch máu phải co mạch lại để chi máu không thoát ra nữa, để không sưng đau nữa. Thì thường là chúng ta phải chườm lạnh để cho máu co mạch lại. Còn nếu chúng ta mà chườm nóng thì nó giãn mạch ra, máu nó thoát ra nhiều nữa, chỉ gây đau, gây sưng đau nhiều hơn. Tôi thấy một số cầu thủ, tôi thấy ông trên sân, trên cỏ đá banh té chấn thương xuống, ta lấy cái thuốc tê lạnh, ta là nó xịt vô để chi, là làm nó lạnh để chi, nó cô lập vùng này để cho giảm sưng đi và giảm đau đi, co mạch lại. Nên ta dùng thường là dùng thuốc tê lạnh. Còn mình ở đây một số té xuống đường là gì, lấy dầu gió là dễ nhất, lấy dầu gió thôi. Nhưng mà rõ ràng mà cảm giác nó giảm đau, nhưng mà nó làm hại hơn, làm nó sưng phù nề hơn nữa. Nên chúng ta nên cái giai đoạn đầu mà sơ cứu hoặc là trong vòng 3 ngày thì chúng ta nên chườm lạnh tốt hơn. Sau đó có thể là khi mà giai đoạn qua giai đoạn cầm máu, giai đoạn sửa chữa rồi thì chúng ta có thể chườm nóng, chườm lạnh được, không sao. Dạ, trên thực tế thì trong cuộc sống thì chúng ta thấy là khi có những vết bầm do chấn thương xảy ra thì một số người vẫn có thói quen là áp dụng những phương pháp điều trị dân gian. Và liệu rằng là những cái phương pháp này nó có hiệu quả hay không, và nó có dẫn đến tình trạng như thế nào cho bệnh nhân ạ? Thì một số người ta lấy dùng đồng đỏ, cái trứng gà nó nằm nóng, nên ta lăn để cho nó bừng bầm mà đừng sưng. Thì đó dân gian nói, nhưng mà rõ ràng một số trường hợp mà mình không khéo thì sẽ phải phỏng da. Thứ hai là nó cũng không làm giảm sưng hơn. Đúng ra giai đoạn đầu trong vòng chỉ cần 1 đến 3 ngày đầu tiên, thì để giai đoạn là giai đoạn cầm máu thì nó nên chườm lạnh tốt hơn là chườm đá. Thứ hai là một số người thì dùng những cái gọi là gì đó, mật gấu, phải lăn rồi phải làm để cho nó bớt bầm bớt sưng. Mà thiệt ra thì y học nó cũng nghiên cứu cũng có cái tác dụng, nhưng đối với phương Tây là phải có cái bằng chứng rõ ràng. Còn phương Đông mình làm thì chỉ có cái kinh nghiệm, nhưng mà nên cũng không nên làm nhiều. Tại sao mình làm những cái đó là mình gọi là mình gì, bạo hành cái con gấu đó, là bạo động vật đó. Mà phải lấy mật đó, mình chích mật nuôi nó, lấy mật nó là cũng không nên lắm. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin hữu ích để cho tất cả quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn khi mà áp dụng những phương pháp điều trị trong dân gian. Thưa tất cả quý vị các bạn, chúng ta đang được lắng nghe bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ sơ lược về đau và nhu cầu điều trị giảm đau. Khi theo dõi chương trình này thì quý vị có thể chia sẻ video livestream để cho tất cả bạn bè và người thân của chúng ta có thể đồng hành cùng với chương trình. Ngoài ra, nếu như quý vị có những câu hỏi, có những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì đừng ngần ngại, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi trong phần bình luận. Các bác sĩ sẽ giải đáp ngay câu hỏi dành cho tất cả quý vị khán giả. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình. Thưa bác sĩ, bạn Kali có đặt câu hỏi cho chương trình như thế này ạ. Chào bác sĩ, khi bị vết bầm thì tôi hay dùng phương pháp là chườm nóng. Tôi thấy vết bầm nó cũng đỡ hơn. Và bác sĩ cho tôi hỏi là khi chườm nóng thì chúng ta cần lưu ý những điều gì? Và trong những trường hợp nào thì tuyệt đối không nên chườm nóng? Thì tôi thấy bạn Kali nãy có xem chương trình đó, cũng nói là để có 4 giai đoạn phim để cho quá trình mà sửa chữa tái tạo cho cái mô tổn thương bên dưới. Thì nên giai đoạn đầu là giai đoạn cầm máu, 1-3 ngày đầu tiên thì nên chườm lạnh. Nên bạn chườm nóng vẫn được, nhưng mà rõ ràng nó sẽ sưng phù nề hơn, thì nó cũng giảm đau. Mình nói này để giảm đau thì nó đỡ đau đúng nguyên, nhưng mà đối với một trường hợp mà tổn thương ít chứ còn tổn thương nặng coi chừng là nó gây nặng hơn, không nên. Mà nếu có chườm được thì giai đoạn thứ sau, giai đoạn là sửa chữa tái tạo, thì lúc mình tập luyện thì thường á, thì trước khi tập luyện mình phải lấy túi chườm ấm, mình làm cho cơ nó giãn nở ra, sau tập xong mình chườm lạnh lại, thì giai đoạn sau khoảng là 1 tuần 2 tuần mình có thể chườm ấm được, chườm đá được, chườm nóng được. Và chườm nóng á, thì chúng ta cũng vậy, giống nóng với lạnh như vậy, mình cũng không nên chườm trực tiếp, mình chườm qua một cái khăn để cho nước không thấm qua cái chỗ mà vết thương, hay là chứng nếu có vết thương. Và thứ hai là không làm phỏng trực tiếp cái da bên dưới mình. Thưa bác sĩ, như vậy thì có phải là giảm phù nề cũng góp phần giảm đau đúng không ạ? Và đây cũng là câu hỏi từ bạn Tùng Nguyễn gửi về cho chương trình. Nói bạn trả lời câu hỏi bạn Tùng Nguyễn đúng. Thì chúng ta thấy
phù nề làm căng ra, làm cho kích thích mấy đầu thần kinh, và phù nề có thể làm chèn ép cái mô xung quanh đó, thì giảm phù nề cũng là làm cho một trong nguyên nhân làm giảm đau. Chúng ta thấy nãy là chúng ta băng ép cũng là giảm phù nề, chườm lạnh cũng là giảm phù nề. Mọi thấy. Thưa tất cả quý vị các bạn, với chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất gần gũi và thiết thực, nên chúng ta thấy từ nãy đến giờ thì về phía chương trình cũng đã nhận được rất là nhiều các câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho bác sĩ. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi, và chúng tôi sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của tất cả các bạn với những câu hỏi mà các bạn gửi về cho chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào thì chúng ta cũng cần phải lưu ý đến công dụng cũng như là chỉ định của thuốc. Vậy trước tiên, bác sĩ có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết là các nhóm thuốc kháng viêm thường được dùng hiện nay là gì ạ? Thì thường nó có 3 nhóm chính của mình sử dụng. Một là thuốc là kháng viêm, nó có cái thuốc giảm đau, để mà giảm đau không có kháng viêm. Ví dụ như paracetamol là giảm đau đơn thuần, thì nó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là thuốc kháng viêm. Kháng viêm đây thì có nó chia làm hai nhóm. Một nhóm là kháng viêm dạng men, là kháng viêm này nó chỉ là dạng men để giảm phù nề thôi, nó không giảm đau. Và nhóm kháng viêm giảm viêm và giảm đau thì trong đó nó có cái set là thuốc là nó cái ức chế cái steroid, không có non steroid, là nó ức chế cái mấy cái hóa chất trung gian đó, thì nó không ảnh hưởng làm là liên quan đến steroid, thì nó không có bị mà nó gọi là sau này mà dùng nhiều, sử dụng nhiều làm suy thượng thận hoặc là nó bị cú sinh. Nhưng mà xét trong kháng viêm mà giảm đau thì có mạnh nhất là cái loại mà steroid, là nó cortis đó, mình hay gọi là thuốc cortis, thì nó tác dụng đó thì nó kháng viêm rất mạnh, mà một số trường hợp nó ức chế luôn cả cái quá trình tái tạo mô, nên cái thuốc này chỉ sử dụng khi nào mà nó có phản ứng miễn dịch quá mức thì mình sử dụng cái cortis này, nên chúng ta cũng không có nên sử dụng này, nên để cho bác sĩ điều trị, bác sĩ chuyên khoa điều trị tốt hơn. Còn đối với về thuốc thì tất cả mọi đã dùng thuốc thì nên đến bác sĩ chuẩn đoán và sử dụng, không nên tự ý sử dụng, nó không có tốt. Và một cái câu hỏi đặt ra lúc này và rất là nhiều người quan tâm và băn khoăn, đó là cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc kháng viêm thì lúc nào nó cũng có tác dụng phụ. Vậy thì bác sĩ có lưu ý nào, có những thông tin nào dành cho tất cả quý vị khán giả trong việc mà chúng ta sử dụng thuốc kháng viêm để giảm thiểu được cái tác dụng phụ ạ? Thì mà biết thuốc là hóa chất, mà hóa chất đưa cho cơ thể mình thì nó có tác dụng chính và tác dụng phụ. Mà lúc nào cũng quảng cáo thì tao là quảng cáo tác dụng chính không, quên tác dụng phụ. Mà ngay cả luôn quán TV nói rất nhanh, hay đục kỹ sức sử dụng rất nhanh, mình không nghe được gì hết. Thì chính cái đó là nguy hiểm. Thường là tác thuốc đối với paracetamol thì uống nó giảm đau, mà nó hạ sốt luôn, mà nó tác dụng phụ là nó uống lâu dài nó làm ảnh hưởng gan, suy gan. Còn đối với NSAID là thuốc kháng viêm không có cái corticoid thì nó tác dụng kháng viêm mạnh, nhưng mà nó sẽ uống lâu dài nó sẽ ảnh hưởng ở đường tiêu hóa, ở nét là đại tràng hoặc là bệnh tim mạch, cao huyết áp. Còn đối với kháng viêm dạng men á, thì nó tác dụng là gì, là chỉ giảm sưng phù nề, nhưng bù lại cái dạng men, mà men phải cái thuốc đó phải trữ ở trong môi trường lạnh, môi trường là nhiệt độ phòng hai mấy độ, chứ mà đem ra ngoài đó bằng để mà uống thì cái men nó hư thì uống không tác dụng. Nên cái vấn trình mà về dược phẩm đó, phải đóng gói rất đàng hoàng. Còn đóng gói không đàng hoàng đó, không tốt đó, mà xé ra rồi để trong hũ để nó mà không có giữ kỹ thì cái tác dụng kháng viêm dạng men nó mất tác dụng. Còn thứ ba là cái corticoid, thì kháng viêm dạng corticoid thì tác dụng này nó nhiều tác dụng phụ, nên thường là nó tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, đường thượng thận, đường huyết áp, rất nhiều thứ, thì thôi cái này là không nên tự ý sử dụng. Dạ, trong quá trình mà sử dụng thuốc kháng viêm thì vì sao có nhiều trường hợp thì bệnh nhân không đạt được mục tiêu điều trị ạ? Thì mình thấy kháng viêm mình phải biết, thứ nhất là trước mắt phải chuẩn đoán chính xác, thứ hai là phải điều trị, và trị có thể phối hợp nhiều loại thuốc, nhiều loại phương pháp, ví dụ như chữa dry nãy là một. Một số trường hợp máu tụ đông nó bị nhiều quá rồi, mình phải bắt buộc phải mở ra tháo máu ra, hoặc là tổn thương bên dưới nó vẫn còn, mình không chuẩn đoán hết chính xác thì còn có gãy xương, có bị trật khớp, hoặc là tổn thương mô bên dưới, hoặc đặc biệt là gì, những trường hợp mà gì nó có cái là lý đi kèm. Ví dụ như bệnh người ta bị rối loạn đông máu, mình cứ không có điều cái bệnh nội khoa, mình dùng thuốc mà cuối cùng có rối đông máu, nó cứ chảy máu hoài, mình phải dùng nội khoa, phải có bệnh đi kèm nữa. Hoặc bệnh nhân tiểu đường, chấn thương, bệnh nhân có mạch máu để tổn thương rồi chấn thương thêm, mình không điều trị tiểu đường thì rõ ràng cái vết thương này nó không lành, chấn thương nó không lành. Chính vậy
nếu là một chấn thương đơn thuần thì đơn giản, nhưng mà nếu chấn thương trên một những người có bệnh đi kèm phải cẩn thận phải có. Dạ. Thưa tất cả quý vị, các bạn, tác dụng phụ hay còn gọi là biến chứng trong quá trình sử dụng thuốc là một hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì Bá Niên hy vọng rằng là quý vị khán giả, đặc biệt là các người bệnh, những người đã phần nào biết được một số thông tin cũng như là những lưu ý trước khi sử dụng thuốc kháng viêm thì chúng ta đã có thêm được những thông tin rõ ràng hơn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thời gian mà chúng tôi dành cho tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi ưu tiên những câu hỏi của tất cả quý vị dành cho chương trình để bác sĩ có thể giải đáp ngay những câu hỏi của tất cả quý vị. Chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi đến từ bạn Minh Hằng Nguyễn. Bạn Minh Hằng Nguyễn có đặt một câu hỏi dành cho chương trình như thế này ạ. Có nên tự điều trị bằng cách tự mua thuốc giảm đau tại các nhà thuốc hay không? Vấn đề này thì ra khỏi câu hỏi này thì phải nói là nếu mà mấy bạn hiểu rõ vấn đề là luật thì là gì? Là nhà thuốc không được bán thuốc. Chỉ được bán thuốc theo toa bác sĩ. Dạ, chỉ được bán theo toa. Dạ. Nếu mà là về luật, còn nếu mà tự giảm đau mà nhà thuốc bán thì thường là bán theo toa. Còn ở một số ở như nước ngoài thì nó sẽ một số thuốc giảm đau sẽ bán kinh kệ, tức là một số đó uống một số đường ngắn ngày cấp cứu thì nó chấp nhận, thì thường là Para hoặc là NSAID thì nó có là thuốc kháng viêm không có corticoid thì nó để trên kệ nó bán được, thì những nước đó làm bán được. Nhưng đối với luật á, thì rõ ràng là phải làm gì làm phải có toa bác sĩ. Mà nước ngoài cũng vậy, nó bán kinh kệ là tự mua uống thì nếu có biến chứng có vấn đề gì thì phải tự chịu nhiệm, bảo hiểm không có trả tiền. Việt Nam mình thì là ra ngoài chợ hoặc ra ngoài nhiều khi bán mấy thuốc ngàn thuốc giảm đau nó cũng bán luôn, nó cũng vấn đề nữa là không có tốt. Dạ, giống như lúc nãy bác sĩ cũng đã nói là đối với các loại thuốc kháng viêm thì sẽ có tác dụng phụ, nên tốt nhất khi mà chúng ta gặp phải vấn đề về chấn thương thì các bạn nên đi thăm khám để chúng ta có một cái chỉ định điều trị một cách rõ ràng hơn. Thưa bác sĩ, chúng ta cũng nhận được một lời bình luận đến từ bạn Lê Phương đã để lại trong phần comment ở trong đoạn video. Bạn có hỏi một câu hỏi như thế này, bác sĩ có thể tư vấn các loại thuốc chống phù nề giảm bầm để cải thiện thẩm mỹ cho vết thương sẹo xấu sau phẫu thuật được hay không? Thì thường là cái thuốc này nó nhu cầu thẩm mỹ của người bệnh là có. Khi mà sau phẫu thuật thì vết mổ nó cắt ra thì mình phải làm sao để muốn cái sẹo đẹp, thì thứ nhất là phải tổn thương bên dưới nó phải cắt hết mô tổn thương, thứ hai là đường mổ nó phải sắc gọn, thứ ba là có những yếu tố đi kèm như tiểu đường hoặc gì đó mình phải loại trừ, thứ tư là mình chống phù nề, nhiều khi mình phải băng thun lại, là thứ tư thứ năm là mình phải làm sao mình tập vận động cho nó hợp lý. Một số trường hợp là mình cứ mổ xong rồi đi tới đi lui thì vận động thì lúc nào áp lực cái căng cái vết da ra thì mình không giữ nền thì rõ ràng cái sẹo nó sẽ dễ bị sẹo xấu, sẹo lồi. Và một số trường hợp là cơ địa nó sẹo lồi thì bắt buộc một số cái thức ăn mình hay bị lồi thì phải tránh bớt, thì cái đó thì có tác dụng. Còn ngoài ra có thuốc nào xuất sẹo đỡ xấu không? Có, thì trên thị trường rất nhiều loại để mà xuất sau khi làm da cắt rút chỉ ra thì khoảng trong vòng sau 2 tuần người ta có thể dùng thuốc thoa để chống cái hiện tượng là sẹo lồi đó. Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề mà phải nói rằng là thu hút các bạn nữ rất là nhiều. Nên từ nãy tới giờ thì chúng tôi nhận thấy là chúng tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn nữ. Các bạn quan tâm rất nhiều đến vấn đề mà thẩm mỹ và điều trị chấn thương. Tiếp theo ngay sau đây cũng là một câu hỏi cũng đến từ một người bạn khán giả cũng là nữ đó ạ. Bạn Hoa Nguyễn, bạn hỏi là tôi bị chấn thương phần mềm ở cổ chân và có mua một số loại thuốc giảm đau ở nhà thuốc. Thấy có bớt đau nhưng tình trạng phù nề thì bầm tím thì ngày càng trầm trọng hơn. Xin bác sĩ tư vấn ạ. Mình thấy có chuyện chuẩn đoán là bác sĩ chuẩn đoán. Mình chấn thương, mình chuẩn đoán vùng ổ cổ chân là ai chuẩn đoán cho mình? Tự chuẩn đoán. Tại các bạn biết ở cổ chân là nếu bong gân trật khớp thì nó bong gân nó 4 giai đoạn, là độ 1, độ 2, độ 3, 4, độ 1 thì bong gân thì tổn thương 25%, độ 2 là 50, độ 3 là 75%, 4% thì bong gân mà nắng lại nữa phải bất động, giống như kỹ hồi nãy mình nói là chữ spray, phải bất động mới làm nhiều thứ chứ không phải chỉ có thuốc giảm đau để uống thì giảm đau, nên nó là không trúng. Thứ hai là một số trường hợp bệnh lý đi kèm, ví dụ như có bị rối loạn đông máu, là có bệnh lý về gan, về thận, một số cái mình uống thuốc vô nhiều khi nó tác dụng phụ nó tăng lên thêm nữa, ví dụ như đang rối loạn máu mình uống vô nó tăng chảy máu lên,
nó làm cho chảy máu phù nề thêm nữa. Dạ. Mình phải áp dụng nhiều khi băng dâng lên, uống thuốc giảm đau vô, mình chân mình đi tiếp tục đi, không nghỉ. Rõ ràng là máu nó dồn xuống nó sưng. Thứ hai không băng ép, không cố định nó lại thì đương nhiên nó tiếp tục nó làm nặng thêm. Nên vấn đề này nguyên nhân các bạn Hoa Nguyên nên đi khám ở bác sĩ chuyên khoa để đánh giá lại tình trạng, cũng như là phải dùng thuốc cho nó đúng hoặc là dùng cái phương pháp điều trị cho nó chính xác hơn. Dạ. Bác Niên thấy là chúng ta nhận được một câu hỏi cũng khá là hay từ bạn Yến Trinh. Bạn nói là tôi nghe nói là uống thuốc kháng viêm nhiều thì sẽ không tốt cho thận. Như vậy khi mà tôi thấy là không còn đau nữa thì tôi có thể ngừng thuốc được hay không? Thiệt ra câu hỏi bạn này cũng rất nhiều người hỏi. Một số người đau ít thì khi ta không cần dùng thuốc. Nhưng mà nếu có sưng phù nề viêm thì chúng ta cũng có nên uống một thời gian đầu để cho nó giảm sưng giảm viêm. Sau khi mà hoặc là đau quá thì mình sẽ uống thuốc để kháng viêm giảm đau, nhưng mà rõ ràng thuốc hóa chất mà nó vô cơ thể thì nó thải qua hai đường, một là đường thận, hai đường gan. Thuốc mà giống như NSAID thì nó thải qua thận thì sẽ làm cho chức năng thận, nếu là đã bị tổn thương rồi nó dễ tổn thương, uống lâu dài nó sẽ tổn thương thận. Còn para nó thải qua đường gan, hầu như paracetamol thì nó thải qua gan thì nó lâu ngày nó bị tổn thương gan. Nói chung là thuốc là hóa chất, uống lâu dài không có tốt, nên nếu chúng ta bớt đau thì được thì mình nên ngưng thuốc giảm đau. Còn chưa kể nó tác dụng tại chỗ là tác dụng đường tiêu hóa, hoặc là tác dụng làm giữ nước giữ muối, làm sưng mặt sưng mày, làm tăng huyết áp. Nó cũng việc mà sử dụng thuốc điều trị xem ra thì thu hút tất cả quý vị khán giả rất là nhiều sự quan tâm. Cũng giống như câu hỏi tiếp theo sau đây mà chúng tôi nhận được từ bạn Mỹ Ngọc, bạn cũng hỏi câu hỏi liên quan đến việc mà sử dụng thuốc là nhờ bác sĩ tư vấn giúp cho một số loại thuốc kháng viêm chống phù nề để có thể giảm bầm và có tính an toàn và ít tác dụng phụ. Một số thuốc giờ nó thậm chí là cấp 1, cấp 2. Cấp 1 thì nó tác dụng nên giảm đau, giảm viêm rất mạnh nhưng mà nó ảnh hưởng tiêu hóa rất dữ. Nó làm người ta gây lét cái dạ tá tràng. Còn sau này chế là loại cốc 2, ít tác dụng phụ của đường tiêu hóa hơn, nhưng bù lại này tác dụng đường tim mạch. Nói chung là nó vẫn có tác dụng phụ. Và thứ ba là cái thuốc kháng viêm dạng men. Thuốc này nó giảm phù nề và giảm sưng thì an toàn hơn những cái thuốc kia rất nhiều. Mà chỉ nó chỉ là sưng giảm giống giảm phù nề, giảm bầm tím thôi. Không tức giảm đau kháng viêm. Mình uống thì nó an toàn nhất, nhưng mà kháng viêm dạng men á phải có một số hãng, đặc biệt một số công ty nó bào chế tốt và nó giống như là nó có cái bao bì tốt và nó vận chuyển tốt và cái trữ tốt thì mới uống tác dụng. Còn kháng viêm men rất dễ hủy với môi trường và ánh nắng mặt trời, nên cái này phải đến nhà thuốc hoặc đến chỗ công ty có, thật ra là phải mua cái những cái thuốc nó có chất lượng tốt hơn. Xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, khi nói về điều trị chấn thương thì thường là chấn thương phần mềm và tổn thương phần xương khớp. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về việc tổn thương xương khớp trong điều trị chấn thương được không ạ? Chấn thương phần mềm, mình nói phần mềm mình hiểu chung là gì? Là da, mô với da, cơ, rồi xung quanh đó. Còn xương khớp là đã tổn thương phần cứng. Phần cứng vậy thì điều trị phải lâu hơn. Vì phần cứng này không phải chỉ có là giảm đau, mà phải bất động. Một số trường hợp nó gãy xương, mình phải bất động lâu hơn 4-6 tuần, rồi sau đó phải tập vô trị liệu, hoặc là gãy xương mà nó di lệch, mình phải nắn hết di lệch đó, phải cố định xương lại và tập vận động sớm để lấy lại chức năng. Thì khớp cũng vậy, khớp cũng phức tạp hơn là gì? Tổn thương mặt khớp nó không có làm cho mặt khớp tốt thì khớp nó cấp kênh, xương có làm nó hơi lệch xíu nó không sao, nhưng mà khớp nó cấp kênh là cái khớp nó sau này nó đi nó cấp kênh, nó đau là một, thứ hai nó nó vận động nó xem hòn, nó thoái hóa, làm cho lúc đó cuối cùng là phải thay khớp, đó là cái rất mệt mỏi, nên cái nên đi đến khám chuẩn đoán sớm. Nên tại sao nếu ta chấn thương để loại trừ chấn thương mềm mà phải coi cái phần cứng phía dưới hư không, nó tổn thương mạch máu thần kinh rồi xương khớp thì phải đi đến bệnh viện, phải chụp X quang nếu cần thiết là MRI đó, để chuẩn đoán cho chính xác. Vậy thì trong các hoạt động thể thao và vận động mạnh thì việc chấn thương phần mềm nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Nhưng mà chúng ta thấy là phần mềm là gì? Hầu như cơ thể mình là phần mềm là gì? 70-80% là cơ gân, mạch máu thần kinh là chính vậy. Phần mềm mà tổn thương thì nó sẽ làm mất chức năng, giống như muốn cấp kiểu lại thì cơ cánh tay bám từ trên cánh tay xuống với cẳng tay, khi nó co lại thì nó vận động đây. Nên tổn thương cơ phần mềm thì tổn thương cơ, nếu mà nặng á thì nó ảnh hưởng vận động. Còn thương nhẹ thì nó bầm máu, tụ máu xương phù nề thì sau này nó chỉ dập, nó sẽ để lại một cái mình không tốt thì để lại một cái cục máu đông, rồi cục sẹo đó nó làm cho nó cứng, nó làm giới hạn một phần chức năng.
Dạ, thưa bác sĩ, chúng ta vừa nhận được một câu hỏi từ fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đến từ bạn Phương Hằng Nguyễn. Bạn có đọc câu hỏi là bị chấn thương phần mềm, điều trị không đúng cách thì có làm thoái hóa cơ và xương khớp hay không? Có. Tại sao? Mà biết cái khớp, một là cái cơ khớp, xương khớp, một cái gọi là gì? Một đơn vị vận động. Và đơn vị vận động thì nó gồm có cơ, gân, dây chằng, mạch máu, thần kinh và cái phần tĩnh là phần động, mấy phần đó, phần tĩnh là những mặt khớp, xương, dịch khớp xung quanh đấy. Nên nếu một giống như một bộ phận, một cái chấn thương phần mềm mà tổn thương gân cơ, nó không có tập luyện tốt thì cái cơ này nó teo đi, nó tổn thương thì rõ ràng cái khớp này nó vận động yếu đi. Và vận động yếu đi thì thứ nhất là không dám chơi thể dục thể thao, thứ hai là đi đứng nó không vững, nó không cân bằng, có thể té ngã hoặc là gì, nó không cân bằng, đi đứng thì sức nặng, đi đứng thì cơ nó sẽ chia lừa lượt ra xung quanh. Bây giờ nó không yếu nữa thì rõ ràng hệ thống xương khớp có vấn đề thì lâu ngày nó sẽ 10 năm, 20 năm sau nó thì thoái hóa khớp, loãng xương và nhiều thứ. Và đây là một câu hỏi từ bạn khán giả Nam đặt câu hỏi liên quan đến việc mà tập luyện thể thao. Bạn Văn Trí, bạn có nói là tôi bị đứt dây chằng do chơi thể thao và tôi đã đến bệnh viện để điều trị. Từ đó cho đến nay thì đã 2 tháng, nhưng vết bầm ở chân tôi vẫn còn rất là rõ. Và như vậy thì có nguy hiểm hay không? Thì theo bạn Văn Trí thì đứt dây chằng chéo thì mức độ nào, nếu đứt hoàn toàn thì như cái gân đó không, nó nằm trong khớp, nó không chằng chéo trước, chéo sau thì nó không hoàn toàn, trong bên ngoài như vậy. Tổn thương đứt dây chằng rồi thì cái không tự bản thân này dính nhau được, nên phải tái tạo lại. Nếu không tái tạo lại thì chức năng sẽ giảm đi. Dạ. Nhưng đối với bạn chỉ lưu tâm đến vết bầm. Vết bầm thiệt ra nó chỉ là thẩm mỹ, nó nhìn nó xấu, nhưng mà vết bầm có hai cái nối lên hai điều. Thứ nhất là tổn thương bên dưới nó có giải quyết xong chưa, nó máu chảy ra ngoài là rất hoài là yếu, chính vậy đi đứng gân cơ dây chằng đứt nó yếu, nó đi lúc lắc hoài nó không vững thì nó va chạm chảy máu nữa, là chuyện thứ nhất. Thứ hai, vết bầm này coi là bạn có vấn đề gì, bệnh lý khác không, đi kèm không, mình nội khoa nó đông máu hoặc là những cái chấn thương khác, hoặc là mạch mạch yếu hoặc thiếu vitamin C, mạch mạch yếu bởi mạch máu đa, thì hoặc là bệnh lý là một số trường hợp bạn là cái gọi là bệnh lý là gì, là cái gọi là cái bệnh lý huyết tán, là dễ bị chấn thương, dễ bị máu chảy ra, tại do cái bị bệnh lý bẩm sinh, nó thiếu một cái gen, nó bị thiếu làm cho không có tổng hợp tốt thì cái mắt bị rất dễ bị bầm máu, gọi là hemophilia đó, thiếu một chút đông máu. Và phải coi lại như thế nào, còn lại nếu trường hợp loại trừ nguyên lý đi kèm thì vết bầm thường nó không để lại gì chức năng nhiều, nhưng mà nó làm xấu về mặt thẩm mỹ da thôi. Thì bạn nên đi khám lại, kiểm tra lại chắc hơn. Đặc thù của một số ngành nghề thì cũng có thể ảnh hưởng tới bản thân, có thể là gây ra chấn thương. Chẳng hạn như là từ phía bạn Thanh Vân, cũng là một khán giả đã gửi về cho chương trình, cũng liên quan đến công việc của bạn. Bạn có nói là tôi bị tổn thương do công việc phải khiêng vác đồ nặng. Tay của tôi có những vết bầm màu tím nhạt và hiện giờ thì tôi vẫn chưa thể làm việc được vì cánh tay rất là đau. Bác sĩ có thể tư vấn giúp cho tôi về điều này. Cái này bạn thứ nhất là tổn thương bao lâu rồi. Thứ hai, tổn thương này lặp đi lặp lại nhiều lần không? Thứ ba là điều trị có đúng hay không? Thì đúng là cái bạn Thanh Vân hỏi như vậy thì nên đề nghị bạn đi khám. Tại sao? Nếu chúng ta khiêng vác đồ nặng, chỉ một lần khiêng nó rách cơ thì nó chảy máu, thì giống như này mình thấy quy trình là gì, 4 giai đoạn. Từ giai đoạn là cầm máu 1-3 ngày, giai đoạn sửa chữa rồi tái tạo rồi này nọ thì mất gần 2 năm trời. Nên bạn mới bao nhiêu lâu chưa biết. Nếu trường hợp các bạn không có điều trị ban đầu không chính xác, ở hai là thời gian chưa đủ thì nó cũng có vết bầm này vẫn có, và cái tay chưa vận động lại thì mấy bạn biết là sau 4 tuần nó lành cơ, mình phải tập luyện lại thì hệ thống cơ mới phục hồi lại, chứ không tự nhiên nó phục hồi được. Nên đề nghị bạn nên đi khám để mà có cái cách chẩn đoán và điều trị chính xác. Chủ đề ngày hôm nay khá là hay nên chúng ta vẫn tiếp tục nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho fanpage của chương trình. Và tiếp ngay sau đây là câu hỏi của một bạn là vận động viên, bạn Hoàng Khang. Bạn nói bạn là vận động viên điền kinh và tháng trước thì bạn có bị chấn thương cơ kéo, bạn bị chấn thương cơ kéo và xuất hiện những vết phù. Bạn hỏi là bao lâu thì những vết thương này nó sẽ khỏi và liệu rằng là bạn ấy có tiếp tục vận động và chơi thể thao được hay không? Thì câu hỏi của bạn Hoàng Khang cũng rõ hơn cái câu hỏi của bạn trước. Thì rõ ràng là bạn này nói là cơ kéo, thường cơ kéo là ở tay hay chân hay đâu thì nó nghỉ ở tay đi. Thứ hai là một tháng rồi thì rõ ràng vẫn nằm trong 2 năm. Thứ hai là trong một tháng thì cái bạn điều trị như thế nào, nếu trường hợp mà để vết phù nề mà xương bầm
mình bất động chưa đủ, mình tập luyện chưa đúng thì nó sẽ kéo dài mãn tính. Đó là gì? Lúc trước rách cơ nó đau, bây giờ nó cơ nó lành mà lành không tốt. Mà bạn biết á, khi mà vết sẹo lành á, một tuần nó liền miệng, nhưng một tuần mình liền mình tập vận động quá sức thì cái vết sẹo nó toét điện ra, nó tạo sẹo lồi, sẹo xấu, và tiếp tục làm nữa thì nó đau lồi vậy, thì nó làm giới hạn vận động. Thì cái đây cũng vậy, nếu các bạn không điều trị chính xác thì không đúng thời gian, không đúng cái thời điểm và không có đúng theo phác đồ điều trị thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng cái cơ đó, cái cơ nó lành không được 100%, lành 7-8% thì sau này sẽ chắc chắn sẽ ảnh hưởng cái vận động của các bạn. Nên bên các bạn nên đi khám, mà đặc biệt đó động viên điền kinh nữa thì nên đi có đi đến khám và chuẩn đoán và có chế độ tập luyện và thích hợp để cho nó phục hồi lại. Nên chỉ còn mà một tháng là chưa là gì hết so với 2 năm. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa tất cả quý vị các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta thời lượng cũng có hạn, nên trong chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Và nếu như có những câu hỏi nào mà chúng tôi chưa kịp trả lời thì bộ phận kỹ thuật sẽ lưu lại những câu hỏi này và sẽ thông tin đến tất cả quý vị ở chương trình lần sau. Mong là tất cả quý vị sẽ thông cảm. Và thưa tất cả quý vị, để cung cấp thêm cho tất cả quý vị và các bạn những thông tin cho việc khám và điều trị các vấn đề về chấn thương, ngay sau đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây. Xin chào Minh Khuê, rất vui được đồng hành với quý vị trong chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Hỏi Để Khỏe Hơn với chủ đề xử lý phù nề vết bầm do chấn thương phần mềm và nhu cầu điều trị. Và xin cảm ơn phần chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong năm 2019 vừa qua, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hơn 1.005 trường hợp bị chấn thương tại phòng khám chỉnh hình xương khớp và 2.540 trường hợp phải nhập viện cấp cứu. Điều này có thể thấy rằng việc bị chấn thương có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Và để điều trị chấn thương thì chúng ta cần lựa chọn một cơ sở y tế uy tín và được trang bị các trang thiết bị hiện đại để được thụ hưởng những chất lượng điều trị tốt nhất. Và tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một bệnh viện đa chuyên khoa, và trong đó khoa chấn thương chỉnh hình được phát triển chuyên sâu và toàn diện, đặc biệt là có thể điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là liên quan đến xương khớp. Đầu tiên, người bệnh đăng ký phiếu khám có thể đăng ký tại quầy đăng ký, máy kiosk đặt tại bệnh viện, hoặc là để tiết kiệm thời gian thì bệnh viện đã tích hợp các tiện ích đăng ký trực tuyến như là app UMC đặt lịch khám, hoặc truy cập vào website bệnh viện bvdaihoc.com.vn. Và khi sử dụng các tiện ích này, quý vị có thể lựa chọn được ngay giờ mình thăm khám bác sĩ mong muốn, và quý vị chỉ cần đến sớm hơn 30 phút trước thời gian đăng ký là chúng ta sẽ được vào thăm khám ngay. Lưu ý, khi gặp các chấn thương phần mềm, quý vị hãy lựa chọn phòng khám xương khớp chỉnh hình quý vị nhé. Sau đó, quý vị sẽ được bác sĩ thăm khám và tư vấn hướng điều trị. Nếu cần thiết, người bệnh sẽ được chỉ định thực hiện cận lâm sàng như là X-quang, siêu âm, MRI. Và khi có kết quả, người bệnh sẽ quay trở lại phòng khám để được bác sĩ tư vấn. Ở trường hợp nhẹ, người bệnh sẽ được điều trị nội khoa, tức là sử dụng thuốc uống và theo dõi tại nhà. Ở trường hợp nặng, người bệnh sẽ cần phải điều trị tại bệnh viện để được đội ngũ y bác sĩ theo dõi tình trạng. Là một trong 3 chuyên khoa hạt nhân của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế lựa chọn, khoa chấn thương chỉnh hình luôn cung cấp các giải pháp điều trị tối ưu các bệnh lý về chấn thương chỉnh hình với thế mạnh chính là tái tạo khớp, thay khớp và nội soi khớp. Đây cũng là đơn vị nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, chuyển giao các kỹ thuật mới cho các bác sĩ chuyên ngành trong và ngoài nước. Với vai trò là đầu tàu hỗ trợ các cơ sở y tế trong khu vực phía Nam, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh luôn đón đầu xu thế mới từ chuyên môn đến thực hành, tập trung vào phẫu thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, tạo nên sự khác biệt so với các bệnh viện khác và là hướng phát triển chủ lực mà khoa cố gắng đạt được. Thưa quý vị, khi mà chúng ta gặp chấn thương phần mềm và có các biểu hiện như là sưng, sốt, phù nề, bầm thì chúng ta hãy đến ngay Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để được thăm khám và điều trị nhé. Và nếu mà còn thắc mắc thì quý vị hãy gọi ngay đến số hotline 028 3952 5800 của khoa chấn thương chỉnh hình để được tư vấn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một đoạn video clip chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị về việc điều trị và các nơi thăm khám khi chúng ta gặp phải chấn thương. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và phải nói rằng là bác đã có những chia sẻ và những giải đáp thắc mắc rất gần gũi và thiết thực dành cho tất cả quý vị khán giả của chương trình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian đã theo dõi và để cập nhật kiến thức cũng như là chia sẻ những cái gì mình chưa hiểu để cho chúng tôi, bác sĩ cũng như là những người làm chương trình sẽ làm cho về cái sức khỏe cộng đồng tốt hơn. Và nếu chúng ta hiểu, có kiến thức, chúng ta sẽ điều trị vết thương mình tốt hơn và nó thành công hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay và mến chúc cho bác sĩ thật nhiều sức khỏe. Và thưa quý vị và các bạn, chương trình Hỏi Để Khỏe Hơn do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Sanofi thực hiện. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức của bệnh viện và sẽ phát lại trên các kênh truyền thông khác như là YouTube, Zalo của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, để biết thêm các thông tin về sức khỏe, quý vị hãy theo dõi hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện, bao gồm kênh YouTube, Zalo, fanpage và website quý vị nhé. Tất cả các đường link hệ thống kênh của bệnh viện sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy đăng ký theo dõi để hiểu hơn về những vấn đề sức khỏe của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.